tập đi xe đây. Min ơi, Min hôm nay Min tập đi xe, nhưng mà tập đi xe là phải tháo bánh xong ra chứ. Mưa mà đơn giản, nhưng mà đơn giản á. Ê, đi vào cái vùng nước. Đi vào cái vùng nước này ngay bây giờ. Min ơi, thế thì nữa bảo mẹ Hà tháo bánh sau cho Min để Min tập đi hai bánh nhá. Ok. Eo ơi, ok đơn giản thế. Nói đi tập đi xe đạp mà cuối cùng lại đỗ ở đây làm gì hả Minh Vi? Ở đây nhóm cá. Trời ơi, hôm nay em Minh Vi bảo là sẽ tập đi xe đạp đấy. Tại vì trước em Minh Vi là đã có cái xe đạp bé bé con kia rồi. Nhưng mà cái xe đạp này nó đặc biệt ở cái là nó có cái này này. Nó có hai cái bánh sau. Đúng rồi, cái bánh sau là nó vẫn có. Thế nên là nhờ có bánh sau này em Minh Vi có thể dễ dàng di chuyển cái xe đạp này. Nhưng nếu mà không có bánh xe này thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Con nghĩ nếu không có bánh xe này thì chuyện gì xảy ra? Mình sẽ con có đi được xe không? Có. Đúng rồi, không có bánh xe này thì mình sẽ phải tập đi xe đúng không nào? Thế nên là bây giờ thì mình sẽ phải tháo cái bánh xe này ra, nâng cái yên này lên để cho Minh tập đi xe nhá. Để xem là em Minh Vi mà tập đi xe thì em Minh Vi tập có nhanh hay không. Chị Hà ơi, thế bây giờ tháo bánh thì tháo bánh ở đâu? Ra nhà bác Hào. Thế thì phải đi ra nhà có người sửa được chứ đúng không? Chứ mình có sao mà tháo được, với cả nâng cái xe này lên nữa. Lần trước là mình nhớ là mình tập xe là cũng khó lắm đấy. Tại vì hồi đấy mình tập cái mình đi cái xe to luôn, mình đúng không rồi. Đi được xe nhỏ. Hôm nay em Minh Vi thì đã đi sẵn cái xe nhỏ này rồi. Giờ tháo bánh ra để không biết là Minh Vi có biết đi ngay hay không nữa. Thế nên là các anh chị thử xem nhá. Thì bây giờ phải mang cái xe này đi tháo bánh đã. Hôm nay còn có một cái xe chị Na ở đây là vừa lại cua đi xe chị Na này. Hay là Minh Vi đi tập đi bằng xe này đi. Cho Min đi tháo xe này xong rồi thử cho Min lên cái này. Không không, bây giờ là mình sẽ đi cái con xe to, cái con xe của chị Na trước đi. Biết đâu là Minh Vi đi được con xe chị Na. Ê, thì là cua luôn à? Không, tự con đi á. Nếu đi được con xe chị Na rồi thì con xe kiệm khỏi phải tháo bánh nữa. Cho em nhỏ nào là được. Đúng không? Không, con muốn đi xe của con cơ. Con thì vẫn đi xe của con. Nhà mẹ bảo là hay là bây giờ con thử đi xe này đi. Biết đâu đi được luôn á. Thế thì bây giờ cho em Minh Vi đi thử đây nhá. Đây Minh Vi cái này. Ok, đây mẹ giữ cho. Thử là Minh Vi đi con xe này. Con xe này thì là em Minh Vi á. Đấy, giữ rồi. Em Minh Vi chưa tới chân. Nếu mà tập đi xe thì mình nên phải tới chân trước thì mình mới đi được. Đây Minh Vi chưa tới chân là sợ là cũng khó đấy nhá. Nào bây giờ Minh Vi thử cho các anh chị xem nào. Đây mẹ giữ đằng sau, yên tâm. Ui. Đây nếu mà mình giữ như thế này á là Minh Vi chắc chắn đi được. Nhưng mà là đi nó không được chắc chắn lắm ấy. Đi theo kiểu là nếu mà mình bỏ tay ra là chắc chắn một điều sẽ xảy ra nào. Đó là Minh Vi sẽ ngã luôn. Tại vì á cái chân của em Minh Vi vẫn còn chỉ nhích này này. Cái xe này bây giờ muốn cho em Minh Vi tập là phải đẩy xuống nữa. Thế thì chi bằng lấy xe của Minh Vi đi luôn đi. Thế thì bây giờ con đi xe này xong ra mang con xe kia ra thả bánh nhá. Đi đi. Nào đi thử nào con. Không ngã. Nào con phóng một lèo ra nào. Phóng đi nào, chuẩn bị nào. Nào 2, 3. Phóng lại lần nữa. Nào 2, đi nhanh nào. Đi nhanh. Thôi. Lấy con xe kia đi. Chị Na hôm trước mua xe mới rồi. Chị Na bảo là sẽ cho Minh Vi cái con xe này. Nhưng mà con xe này của chị Na này, đây nó đã hỏng hết rồi. Đâu là cái yên này. Đó, nhìn này. Cái yên nhá. Nó cụp ra cụp vào. Lấy em Minh Vi mà có sử dụng con xe này thì cũng phải đi sửa một chút đó. Thôi bây giờ mình sẽ đi tháo bánh con xe kia. Các bạn ơi, vừa mình dắt em Minh Vi đi ra quán sửa xe. Nhưng mà chú ý đấy, không có nhà. Thế là giờ phải về tự tháo bánh cho Minh Vi. Đấy, các bạn thấy là Minh Vi mà khi mà có bánh xe thì đi rất là ngầu đúng không? Nhưng bây giờ tháo bánh ra thử xem là có đi được như thế nữa không? Trời ơi, bẩn hết cả quần rồi này. Mãi nhìn các bạn xong không biết là em Minh Vi thắng lại ở đây luôn á. Thôi đi vào tháo bánh xe nhá. Ông tháo xong chưa? Giờ bắt đầu tháo. Bây giờ là nhờ ông tháo đây này. Vừa nãy là dắt Minh Vi đi ra ngoài quán sửa xe là không phải là chỉ mỗi cái tháo này. Nếu tháo này đơn giản thì bố mình cũng tháo được. Nhưng mà chủ yếu là cho Minh Vi ra đấy á. Để cho cái nâng cái yên này lên này. Tại vì yên này nâng có vẻ là nâng khó nhá. Tại vì người ta trước người ta sửa xe, người ta gài của gì. Bây giờ mình không tháo làm sao để cho cái yên này nâng lên được. Cái càng này có thể nâng lên á. Tại giờ Minh Vi cao hơn rồi á. Thì mình phải dùng cái loại mà xe nó cao hơn á. Để Minh Vi đi thoải mái hơn chứ chân nó hơi bị gập. Xong rồi này. Minh Vi nghĩ là với cái bánh xe mà được tháo ra thì con có đi được nhanh không? Con đi phát đi được luôn không? Con đi một phát tận mẹ luôn được. Chị ơi, vậy là bây giờ Minh Vi đã được tháo bánh rồi đây này. Xe mà không được tháo bánh thì không biết là Minh Vi đi như nào nhỉ? Đây là khi mà mình giữ tay nhá thì là Minh Vi là đi rất là tốt đây này. Nhưng mà khi mình mẹ chưa hề bỏ tay ra. Đây mình bỏ tay ra mình tính chứ con cứ đi bình thường đi. Con đi nhanh nhưng mà khi con đi ta nào.
con đi bình thường ạ. À? Khi mà mình bỏ tay ra cái thì Minh Vy có vẻ là chưa vững lắm. Nhưng mà đi một lúc nó quen mà, cứ đi đi mẹ giữ. Mẹ cứ đi chắc tay đi. Đây này con phải cho tay dịch vào đây này. Đó, cho chắc chắc vào để đi. Cứ đi đi mẹ giữ. Không phải sợ, mẹ giữ rồi. Cứ đi làm sao mà cho cân vào. Đây thẳng chạy thẳng lên đây. Thẳng đầu này. Rồi bây giờ là chạy thẳng lên phía trên nhá. Vâng. Nào để cho anh chị xem là Minh Vy giỏi nhá, chuẩn bị. Lại nhá. Con thấy dễ hay khó? Khó. Khó hả? Có bánh thì đi vèo vèo nhưng mà không có bánh khó đúng không? Con bảo cho bạn con thấy mắc cười của bạn con lăn đùng cha mắc cười. Thế hỏi bạn con ở lớp con đã bạn nào biết đi xe không có bánh chưa? Bây giờ tập trung lại nhá, lần nữa nhá. Nào bây giờ nào. Nào bây giờ thẳng lên. Đi con phải lái nhanh lên. Gì vậy? Mẹ đi. Đạp được. Sao đạp được? Đâu đi xuống xem nào. Ôi các bạn ơi, tuột xích rồi. Cái xe của Minh Vy tưởng thế nào mà nó tuột xích như này đây này. Cái mắt xích này nó nói hết cả sang phía bên kia kìa. Bây giờ là mình phải lắp cái mắt xích lại á. Cái bên này cái nắp còn dễ không? Chứ đồ nó bị kẹt luôn ở phía bên kia rồi. Rồi bị kẹt kiểu này làm kiểu gì ra bây giờ? Đây rồi. Hồi xưa đi học á, mình đi bằng xe đạp ấy hay bị tuột xích lắm, nhưng mà mình không nhớ đâu, hồi đấy mình gỡ ra kiểu gì ấy nhỉ. Ok, xong rồi đấy, để con lên đi. Ui đàn dê kệ nó đi, nó đi qua con nó phải sợ con. À hay là bây giờ mẹ không giữ con đằng sau nữa đi. Bây giờ con đi làm sao mà con cố gắng đi được ấy. Sao tự nhiên lại lao xuống đấy hả Minh Vy? Lao vào chia lành nhà luôn. À, do chân bẩn đúng không? Thôi đằng dây này con đi qua đây không nhỉ? Nó không đi qua đây đâu. Giờ nhá, con giữ ở đấy, con giữ chắc mà. Chưa hả ơi, đàn dê kìa. Đàn dê đi qua đây rồi, cái này nó hơi bị lệch về đây ấy nhỉ? Hơi bị lệch về đây hơi khó ấy. Cái này phải lên một chút nữa. Rồi bây giờ này, mẹ sẽ không giữ cho con nữa, con thử cố gắng con đi nhá. Con đi xong còn đi được không nhá? Nào đi thoát khỏi đường đàn dê đi. Đừng cho đàn dê đi qua đã. Giờ còn ít dê đấy hả ông? Ông bán hết rồi. Còn phải có ăn nữa, phải chăn. Lại thêm lừa mới không? Không chăn nữa. À, không chăn nữa. Rồi giờ bắt đầu đi nào. Giờ Minh Vy nhá, bây giờ vừa nãy là mình giữ cho Minh Vy, bây giờ mình sẽ không giữ nữa, để cho Minh Vy tự đi. Thử xem là em Minh Vy có tự đi được hay không. Rồi bắt đầu đi nào. Cố gắng lên. Chân phải ở cái bàn đạp ý. Xong đi đi. Hồi xưa mẹ đi ngã lên ngã xuống, nhưng con đi cứ thoải mái đi. Rồi thế là bây giờ mẹ giữ cho một tí nhá, xong mẹ bỏ ra nhá. Tay mình được chạy. Đây, được chưa? Rồi, giờ bắt đầu đi. Cố gắng. Chắc chân vào, giờ đi thẳng. Đi à? Giờ đi, cứ đi, mẹ vẫn đang giữ mà. Đi đi, mẹ giữ. Khi nào chắc chân mẹ mới bỏ. Con cầm hai tay à? Cứ đi. Cầm chắc tay vào. Wow. Oh no. Như thế là tiêu rồi, đi được một tí rồi. Quá giỏi rồi. Minh Vy thế nào? Hả? Con đi được một đoạn rồi. Không sao. Con thấy sao? Con đi được một đoạn rồi, có thấy con giỏi không? Các bạn thấy em Minh Vy giỏi không? Em Minh Vy đi được một tí rồi đấy. Đi như thế này một tí nó quen chân nó là sẽ là đạp được nó. Con tự tin con đạp được không? Hả? Tự tin đi được đúng không? Chúng ta đi thử nhá. Nào, camera cho Minh Vy hỗ trợ sức lực nào. Đây. Rồi ơi, này, quay lại còn phải thế này nữa cơ. Hỗ trợ sức lực thế này. Đó. Thấy chưa? Cái gì? Lần này em sẽ đi được luôn. À, em Minh Vy bảo lần này sẽ đi được luôn. Thì bây giờ thử xem lần này em Minh Vy đi đến đâu nhá. Bắt đầu nào. Chuẩn bị. Wow, có kinh nghiệm rồi nhá. Ôi, từ từ. Càng bị lệch. Phải chỉnh càng nha em Minh Vy, tại cái càng này nó bị lệch rồi. Càng này nó không được chắc thì nó vừa mình kiểu vừa ông mới lắp xong thì nó chưa được chắc. Thế nó bị lệch, một lệch thế đi sẽ khó hơn. Rồi bây giờ bắt đầu đi nhá. Nào, cố lên. Oh no. Đau vô tay. Nào thế bây giờ đi tiếp nào. Đi. Nào cố gắng đi là đi được nhá. Chắc chắn lên. Rồi. Đang định vỗ tay cái. Nào bây giờ đi nào. Cố lên. Nào. Chắc biết đi rồi.
rồi, sắp lao vù vù như chị Na rồi. Nào có lên. Ui giời. Ô, này, cố tiếp nào. Nào là lại đi nào. Cố lên nào. Nào là đi đi thử nhá. Đi vào cái chỗ bán hàng kẹo. Ờ rồi, ta đi vào chỗ bán hàng kẹo nào. Đi. Chưa biết đi đã hơn, đã được một lao rồi. Đi đi. Đi đi mẹ vẫn giữ mà. Khi nào chắc thì mẹ mới giấy ra. Đi đi xong mẹ mới thả tay. Con đi chắc thì mẹ mới thả tay. Hai ba. Đi từ từ thôi. Đi từ từ đừng lo lắng. Đừng lo. Con đi từ từ thôi. Đi từ từ để làm sao mà mình biết đi ấy chứ đừng có lo lao ầm 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 nhớ chưa? Đi để làm sao mà cố gắng đi được. Ấy. Lại lệch rồi. Kiểu này xe này. Xe này nó lệch quá, nó lỏng quá cơ. Nào bây giờ cố gắng đi lần nữa nhá. Cố gắng để cho các anh chị biết là con đi giỏi như nào nhá. Bắt đầu. Đi chào đi cô ơi. Đi ra đâu đi cô. Mình không dám buông tay ra luôn á. Đấy các bạn nhìn này. Xe Minh Vi có vấn đề rồi. Đây nhá. Đi một lúc mà là xe Minh Vi sẽ có kiểu như này này. Nó lệch bên này này. Xong nó lại lệch bên này này. Sao đây? Bụi à? Xe có bụi. Xe có bụi hả? À con xe bụi hả? Đây này, cái xe Minh Vi á bây giờ nó lỏng quá rồi. Đây này. Đi bây giờ Minh Vi cầm như này này. Cứ lệch bên nọ rồi lệch như thế này. Như này xong xe này. Nhìn xe này. Nó lăn xong xong rồi đấy các bạn ơi. Nó lăn xong xong như thế này thì bắt đầu là nó bây giờ Minh Vi muốn đi cũng không đi được tại vì cái xe này nó cứ lăn quá rồi á. Thế thôi bây giờ á sẽ phải đi về á, xong nhờ ông sửa cho chắc xe mới đi tiếp nhớ chưa? Giờ phải dắt xe về cho ông sửa nốt đã chứ bây giờ cái xe này nó thành đồ giấy rồi này, nhìn này. Các bạn nhìn này. Nó lệch hết ra rồi này. Thôi giờ dắt về thôi. Dắt về để sửa. Chị ơi, chị ơi, bây giờ em không hơi trên nào rồi. Cho em thì làm nhà chút thôi đây. Các anh chị biết là không hơi là như thế nào không? Các không hơi là trùm lên nó. Trời ơi, công chúa gì không biết. Em Minh Vi là mấy hôm trước ốm á. Thế này là hôm nay là bà có đun nước lá cho em ý. Để em ý xông hơi cho nó kiểu khỏi hẳn luôn á. Thì bây giờ em ý thành cái nhà xông hơi của em ý ra. Và bây giờ sẽ là thành cái nhà xông hơi của em ý luôn rồi. Bây giờ là ngồi im đây nhá. Xong bắt đầu mẹ sẽ trùm vào, xong mẹ mở lên cho con nhìn chưa? Có nước. Ừ, có nước. Nào chuẩn bị nhá. Mẹ làm nhà vô lên. Ok, đây. Wow. Rồi bây giờ là sẽ xem cái nhà nhá. Đây, caramel phải cho kín nữa này, caramel. Đấy, cua cho dịch xuống nữa. Cả cái sau của cua nữa. Kín rồi. Không, nhà này phải mở, phải kín lại cơ. Kín mít cơ. Kín mít thì làm xông hơi được chứ. Bây giờ là bắt đầu làn khói tỏa ra đây này. Các bạn đã bao giờ xông hơi chưa? Ở đây bây giờ sẽ là tỏa ra này. Cái mùi xông hơi này mình ngửi á. Cái mùi xông hơi này mình ngửi mình sẽ giúp cho kiểu như là mình ngửi nó thì mình sẽ khỏe hơn á. Vừa lấy mẹ là mình là mở một tí thôi. Bây giờ mình mở cá đây này. Một làn khói trắng luôn. Minh Vi cứ dịch ra được. Minh Vi dịch ra. Này dịch ra một rồi. Đó thế dịch ra. Để bây giờ mẹ mở hẳn luôn. Đây là một mình Minh Vi xông hơi. Nhưng mà rất là nhiều người vào ngửi cùng nhá. Ngửi cùng này rất là khỏe. Thơm không? Chia chia phê phê phê. Phê lắm không hả? Chị Hà ơi, Minh bị ốm chứ em có bị ốm đâu, cho em ra đi chứ. Nóng quá. Nhưng mà trong này thích mà men mà cua. Thích gì? Ui, người em bắt đầu ra mồ hôi như thế này. Ra mồ hôi nhá. Thế thì nhìn người chị đi, người chị có ra mồ hôi không? Người chị chả ra mồ hôi. Các bạn ơi, thế là Minh Vi ở đây nhưng mà Minh Vi không chịu vào một mình. Thế Minh Vi bắt mình với cả cua vào trong này luôn. Thế là mình với cua đang yên không ốm cũng ở trong này ngửi khói cùng với cả Minh Vi á. Không vào. Trời ơi. Vừa Minh mới khen phê xong. Vừa mới làm phê mà chuồn ra lúc nào không biết, mình cứ đang mải quay á. Đi vào đây Minh Vi, đi vào đây. Ôi giời ơi, đây là một cái nhà. Hôm trước có anh chị nào bảo là làm một cái nhà trong chăn nhỏ. Đây, nhà trong chăn đây. Nhưng mà bây giờ mục đích của nó là để cho Minh Vi xông hơi á. Tại vì Minh Vi vừa ốm xong rồi, ngửi cái này nó sẽ kiểu nó khỏe người hơn á. Nhưng bây giờ phải bắt Minh Vi vào thôi. Minh Vi ơi, vào đây. Mẹ cái nhà trong hơi này còn chỗ lắm. Buồn cái nhà. Đây này, mẹ vào đây đi. Vào đây làm gì? Vào nhà không? Không, con đang xông hơi mà. Thế thì bây giờ mẹ đổi cái xông hơi không, khác nha. Không, nói luôn đây đi. Nha. Đấy, mẹ chỉ làm cách ở phòng ấy. Nha, bật quạt lên trong chùm chăn ở quạt. Con thấy không ngạt thở, con chết quá. Con mẹ ở phòng đấy. Còn phòng ở trong hơi, con sợ quá, con
À, cái đấy là lèo trong chăn mà con bật quạt đúng không? Wow. Nhưng mà cái này hôm nay là con xông hơi để con trị bệnh mà đúng không các bạn? Hôm nay Minh Vi trị bệnh chứ không phải là chưa có phải là em Minh Vi đấy, đấy là chui vào trong lều chăn quạt đấy là chơi, còn bây giờ là mình ấy bệnh, con mà đang bệnh con xông hơi cái này nó sẽ giúp con khỏe hơn. Đi vào đây xong một tí rồi thế mẹ đổ, bây giờ mẹ chỉ chùm đầu của con thôi, con ngồi ở đây thôi, mẹ chỉ chùm đầu thôi. Thật, đi vào đây, con đi vào đây. Bây giờ là mình chỉ chùm cái đầu, vừa nãy là mình chùm cho em Minh Vi là cả người, nhưng bây giờ là chùm đúng cái đầu để xông thôi. Ở đây bây giờ Minh Vi sẽ chùm cái đầu lên đó. Má ơi, cháu nhìn thấy gì vậy? Chùm lên, xong là chùm cái chỗ này nữa. Đó, chùm như thế này. Con cứ chùm đi. Nào, chùm ở nơi nào? Không cả mặt đâu. Hả? Không chùm ở mặt thì gọi là gì, là xông hơi. Đây, con để ý nào. Đây, chùm đầu như thế nào? Đây, con chùm này vào. Chùm như nào? Chùm như này này. Chùm như thế thì đâu phải là xông hơi. Không, chùm như thế thì xông hơi làm sao được con? Con phải cho cái chăn vào phía bên cái trong cái nồi này. Đây này, đặt lên trên cái nồi, đây là cái nồi điện đó, bên trong là có rất là nhiều các loại lá. Đây, chùm như thế này này. Sau này bắt đầu là chùm cái mỗi cái đầu của con thôi. Đó, như thế. Căng này lên mới được. Sợ quá. Thế có không ấy à? Thế thì không thì tắm thôi nha, tắm nước lá thôi nha. Thế là mình chuẩn bị đồ xông cho Minh Vi, nhưng Minh Vi không chịu xông rồi. Thế nên bây giờ là Minh Vi sẽ sử dụng cái nước lá để tắm luôn đấy. Thế hôm nay là vlog làm cho em Minh Vi tập đi xe đạp, thì Minh Vi đã biết đi được một tí rồi này. Đang đi giữa chừng để chuẩn bị đi giỏi hơn thì cái xe đạp nó lại cái càng nó long quá nên là không tập được tiếp, phải do phải mang cái xe đạp đi sửa. Còn cho em Minh Vi xông thì em Minh Vi giờ bảo là không chịu xông nữa. Thế nên là mình phải cho em Minh Vi tắm luôn đây. Vlog của mình xin dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.